Thưa quý vị, bước vào cao điểm mùa hè nắng nóng, bãi biển Đà Nẵng luôn là địa điểm thu hút rất đông người dân và du khách. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách vui chơi tắm biển dịp hè, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn bãi biển. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại bãi tắm công cộng dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, vào khung giờ cao điểm, tại đây luôn trong tình trạng chật kín người. Mỗi bãi tắm đều có từ 2 đến 4 nhân viên làm công tác cứu nạn cứu hộ, túc trực, hướng dẫn người dân và du khách di chuyển ra khỏi khu vực có xoáy nước nguy hiểm. Dù đông đúc nhưng mọi người đều cảm thấy an toàn khi tham gia các hoạt động vui chơi thể thao tắm biển. Tình hình an ninh trật tự ở đây thì cũng rất là tốt, mọi người vui chơi giải trí rất là thoải mái. Mọi khu vực bãi biển đều có cứu hộ túc trực, về em và mọi người cũng thấy an tâm khi tắm biển tại đây. Cao điểm mùa hè có gần 100 đội viên làm nhiệm vụ cứu hộ tại các bãi tắm dọc các tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa và biển Nguyễn Tất Thành. Khung giờ túc trực kéo dài từ 4 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày để ngăn ngừa, cảnh báo, hướng dẫn khách tắm biển an toàn. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được siết chặt. Cùng với 11 cụm camera quan sát 360 độ đều đặn, các tổ tuần tra kiểm soát được duy trì hiệu quả, mang đến cho du khách một trải nghiệm thoải mái, an toàn. Đảm bảo an ninh trật tự ở đây thì mình thấy khá là tốt, an toàn đảm bảo, không đồ đạc các thứ mình để ở biển không bị mất đâu. Mặc dù cái công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đây mình thấy cũng khá tốt, thế nhưng mà ví dụ mà mình đi ra biển chụp hình ấy hoặc là đi bơi ấy, thì bọn mình có 5 người và mình xuống biển thì sẽ cử lại một người để trông đồ. Tăng cường 100% quân số các anh cứu hộ viên, và trước đó thì cũng có đó những cái đợt tập huấn luân phiên để mà tăng cường cái năng lực cứu hộ cho các anh về thể lực rồi về chuyên môn, phương tiện thiết bị chúng tôi cũng đáp ứng đầy đủ. Và thứ hai là cái đội quản lý trật tự du lịch biển thì cũng phải tăng cường 100% quân số, và chúng tôi hai cái bộ phận này chúng tôi chốt trực ở những cái vị trí trung tâm của các bãi biển du lịch. Còn ngoài ra thì ngoài những giờ cao điểm về khách tắm biển cũng như tham quan giải trí thì chúng tôi cũng tổ chức đi tuần tra ban đêm và những cái giờ thấp điểm. Để đảm bảo an toàn, người dân và du khách cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định, không được tắm biển vào những ngày thời tiết xấu và ở những khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm, không tiếp tục tắm biển ngoài khung giờ quy định, đồng thời nâng cao cảnh giác phòng ngừa với các loại tội phạm như trộm cắp, móc túi.